Đây là G3 màu vàng, trong đây cái hộp màu vàng, các bạn thấy là hộp cũng khá là đẹp. Bây giờ LG cũng in những cái thông tin phía sau lưng của G3 đơn giản hơn và cũng màu vàng luôn. Các bạn thấy chúng ta có 6 cái điểm mà LG muốn nhấn mạnh. Thứ nhất là màn hình quad HD là chip Snapdragon 801. Cái này nó chạy 2.5 và cái loa lớn 1W. Chúng ta có cái camera với cái hệ thống chống rung mới cũng như là đèn flash kép và cái hệ thống hỗ trợ lấy nét bằng tia laser rất là hay và pin 3000mAh. Bây giờ mình sẽ mở bên trong xem nó có gì vui. Bên trong thì chúng ta có máy nè. Bởi vì là máy xách tay Hàn Quốc nên là chúng ta có thêm một cục pin và một bộ sạc khác. Thì ngày xưa những cái máy bán ở Việt Nam thì nó nắp không tháo ra được, G2 á không tháo ra được, các bạn có thể nói là nó rất là lợi thế, nhưng mà bây giờ máy tháo ra được cả hai bên thì mình nghĩ đây là lợi thế bởi vì chúng ta có thêm một cục pin. Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Hàn. Có cái tai nghe với sợi dây chống rối cũng như là cục sạc. Cục sạc này có điện là 1.8mAh cũng như là dây micro USB. Rồi, bây giờ mình sẽ đến cái máy luôn. Thì đây là G3, chắc chắn là mình gỡ ra rồi. Thì điểm đầu tiên các bạn nhìn vào, các bạn sẽ thấy là cái thiết kế của G3 nó rất là hiện đại và cái màu vàng của nó cũng không quá vàng, nên là nhìn cũng sang nhưng mà không quá là nổi bật. Thì các bạn nhìn vào phía sau của nắp lưng G3, các bạn thấy nó giống như là cái đấy, M8, nhưng mà thực chất đó là cái nắp lưng có thể tháo ra được. Và chúng ta nhìn bên trong, chúng ta sẽ thấy đó là bằng nhựa. Cái kim loại chỉ là một phủ một lớp rất là mỏng bên ngoài này, nhưng mà chúng ta cầm lên chúng ta cũng có cảm giác kim loại. Và tuy nhiên, tuy là máy được làm bằng sườn nhựa, nắp nhựa cũng như là thắp lắp tháo được, nhưng mà các bạn cầm trên đây các bạn cảm giác rất là chắc chắn. Về cái cấu trúc của nó thì các bạn thấy là chúng ta có một cái màn hình 5.5 inch ở đây, độ phân giải quad HD. Ở dưới là một cái phần in cái logo LG. Và cái này, cái màu vàng này nó được hoàn thiện cái dạng những cái hoa văn vòng tròn đồng tâm tương tự như ở trên máy Asus. Nhưng mà khi các bạn rờ lên các bạn sẽ không cảm giác được, rờ lên sẽ phẳng như là rờ lên trên một tấm nhựa vậy. Ở phía trên chúng ta có những cái cảm biến cũng như là camera phía trước. Camera này LG đã dùng một cái góc nhìn rộng hơn và cái khẩu lớn hơn, khẩu của nó là 2.0. Và chúng ta có những cái công nghệ phần mềm giúp cho nó có thể chụp tự sướng tốt hơn. Về cái màn hình của G3 thì các bạn thấy là cái mép hai bên hông cũng như là trên dưới của nó cũng rất là mỏng so với những cái máy khác. Tuy nhiên nếu mà so với G2 thì mình thấy rằng cái G2 cái mép này nó mỏng hơn cả G3 nữa. Ở phía dưới chúng ta có lỗ cắm tai nghe ở đây, mic cũng như là cổng kết nối micro USB ở phía dưới. Ở phía trên chúng ta có cái cổng hồng ngoại, một cái mic khác và một cái anten, tại vì đây là cái máy Hàn Quốc. Ở cạnh trái cũng như là cạnh phải thì LG không trang bị những cái phím cứng của Android. Nên cái màn hình phía sau, đây là cái chỗ để các bạn bỏ móng tay vào và mở nắp ra. Thì cái phiên bản quốc tế hay phiên bản Hàn Quốc đều là như vậy cả. Phía sau của nó là nơi mà LG để cái bộ ba cái phím cứng gồm nút tăng giảm âm lượng và nút khóa màn hình. LG là cái hãng có vị trí rất là đặc biệt so với những hãng khác. Ở đây chúng ta có cái đèn laser để hỗ trợ lấy nét. Khi mà nó đo nét thì các bạn sẽ không nhìn thấy. Ví dụ như là ngày xưa không có cái này, các bạn những cái máy nó phải nhá cái đèn này lên để nó đo nét, sau đó nó mới chụp. Còn bây giờ nó sẽ dùng cái này nó đo, nó sẽ nhanh hơn, chính xác hơn vào buổi tối và không làm phiền chúng ta. Còn cái đèn LED dual này nó hai màu khác nhau, nó sẽ rất là tốt để giống như là giúp cho chúng ta đánh đèn và không bị chói cũng như là nhiều cái tác vụ khác. Rồi về cái phần cứng bên trong máy thì chúng ta có hai cái bộ phần cứng nó khác nhau về cái bộ lưu trữ cũng như là cái RAM. Thì cái máy mà nó có lưu trữ là 32GB nó sẽ đi với 3GB RAM, còn cái máy nó có bộ lưu trữ là 16GB nó sẽ đi với lại 2GB RAM. Thì cái máy mình mua là 32GB, vậy là nó sẽ có 3GB RAM. Rất là tuyệt vời. Rồi, về phần mềm thì các bạn thấy là LG đã thay đổi rất là nhiều. Họ đã có một cái bộ giao diện mới hoàn toàn. Bây giờ nhìn nó đơn giản hơn và phẳng hơn. Đó, không chỉ những icon và kể những cái thông báo và kể cả bên trong. Mình rất là thích cái thay đổi này của LG. Thì các bạn thấy đó, một cái máy 5.5 inch, kích thước rất là tuyệt vời. Và hy vọng là LG sẽ sớm bán cái này ở Việt Nam. Rồi, cảm ơn các bạn.